Và tiếp tục là bộ sản phẩm nào hả Luna? Đây, bộ sản phẩm nhân vật và siêu xe của Melody. Đây. Wow, một chiếc xe cẩm thường. Đối với những bạn nhỏ nào yêu thích sự sang trọng, sự điệu đà, sự cẩm thường thì chúng ta có thể lựa chọn chiếc xe này để có thể thỏa mãn niềm đam mê của mình. À. Rồi kéo về đây luôn nè. Trời ơi, nó quay nè. Thì đã nói là chạy bằng sức gió của Melody mà. Đó. Quá đẹp. À. Rồi bây giờ mình sẽ tới siêu xe của ai đây? Anh chàng Lambo. Đó, ghê chưa? Siêu ngầu luôn. Đó. Ai cứ nói bảo hiểm mới hả anh? Chính xác. Cái này gọi là cái bô xe hả ta? Chính xác luôn, hình như cái bô xe được làm từ miếng chai thì phải. Đúng rồi, hai cái chai này y như ràng luôn. Đó. Rồi bây giờ để chạy thử nha. Cho lên luôn. Rồi lên nè. Đi thôi. Siêu nhanh luôn anh ơi. Chưa có nhanh đâu, giờ mới nhanh nè. Đó, bây giờ anh chàng Lambo của chúng ta nhà sẽ lái xe đứng kế cô nàng Melody. Đó. Quá ngầu luôn. Rồi. Rồi tiếp theo đó chính là anh chàng Pitbull, anh chàng hậu đậu và vùng về. Để coi nha, để coi cái xe này có gì đặc biệt. À, mình sẽ có một cái mái vòm nè, hình caro trắng đỏ. Ủa cái này rồi vô ngủ được không ta? Được luôn, bây giờ mở thử nè. Nè mở thử nè. Rải luôn, hợp với thân hình luôn. Nhưng mà điều quan trọng một chiếc xe, em lại biết em có biết là gì không? Chạy có nhanh hơn. Chính xác, bây giờ mình phải thử tốc độ của chiếc xe này như thế nào nha. Bây giờ sẽ thử nha. Bây giờ sẽ thử cho nó chạy từ đây qua bên đó nha. Rồi, thử luôn. Đếm nha. 1 2 3. Đấy. Ồ. Hoài cổ nhưng mà chạy rất là nhanh anh ơi. Ghê thiệt. Động tác rất là nhanh nhẹn, không thua kém gì hai chiếc xe kia luôn. Ê, tự nhiên anh nghĩ ra một cái trò chơi này rồi nè, em có muốn tham gia không? Anh nghĩ em sợ sao? Ok, rồi bây giờ nha, anh với em sẽ chơi một trò chơi nho nhỏ. Bây giờ em chọn một chiếc xe đi. Em chọn Melody. Anh sẽ chọn Lambo. Màu hồng dễ thương, sang trọng giống em nè. Màu xanh cá tính, trẻ trung, năng động, thể thao giống anh. Và bây giờ là cuộc tranh tài giữa Luna và anh Duy. Đây. Với sự tham gia của Melody và anh chàng Lambo. Bây giờ nha, hai tụi mình sẽ đẩy cái xe về phía trước. Đây. Nếu như xe nào về đích trước là xe đó thắng nha. Đúng rồi. Bây giờ thử nha. Ok. 1 2 3. Đẩy. Xuất phát. Rồi xong. Em thắng. Không được, bây giờ làm lại, không có chịu tại anh bị trượt tay, phải không? Tại vì... Thôi anh ơi, nhưng mà anh ơi, hình như những sản phẩm này á, được làm từ những vật được tái chế lại á anh. Nhìn nè, những cánh quả nè. Đúng rồi, anh em nói anh mới để ý nè. Giống như cái bô xe nè, làm được bằng miếng chai nè. Còn cái xe này nha, làm được bằng một cái chiếc xe cũ nè. Bây giờ mình sẽ đua lại nha, chắc chắn là nè, anh sẽ thắng em cho bà con anh vô lô nè. Em không sợ đâu. Ê, nhưng mà khoan đã, mình phải chào tạm biệt các bạn đi chứ, đúng không? Đúng rồi. Đua được chứ. Và đây chính là toàn bộ sản phẩm của 44 con mèo. Đầu tiên, đó chính là nhóm nhạc và những bộ nhạc cụ vô cùng dễ thương, trẻ trung, năng động, sôi động và đầy cá tính của nhóm nhạc Buffy Cat. Và cái thứ hai, đó chính là bộ đồ chơi, nhân vật và siêu xe với những chi tiết được làm bằng những vật dụng tái chế như là chai thủy tinh nè, một chiếc xe bán hàng cũ hoặc đó chính là một chiếc xe hơi cũ kỹ. À, nhưng mà rất là sang trọng và dễ thương nha. Và cuối cùng đó là bộ mini playset chỗ ngủ nhân vật siêu dễ thương luôn. Đó là chính là toàn bộ tất cả những sản phẩm của 44 con mèo. Còn bây giờ anh Duy và chị Luna phải tiếp tục cuộc tranh đấu của mình thôi. Tạm biệt các bạn nhỏ đi như Luna. 2 3. Tạm biệt. Anh sẽ thắng cho mà coi. Em thắng. Anh thắng. Em thắng. Anh thắng. Subscribe to the channel. Chào mừng các bạn đến với thế giới của mèo. Đội trưởng Lambo có bộ gym phát sáng giúp định hướng đường đi. Vilo điệu đà có khả năng thôi miên. Mitbull bụng bự giúp cảnh báo nguy hiểm khi thèm mì yến thịt viên. Milady cá tính phát hiện kẻ nói dối khi lông chuyển hồng. Hãy gia nhập thế giới của mèo với bộ sưu tập đồ chơi hấp dẫn, nhân vật mini và nhạc cụ, ngày xếp chiếc ổ ấm áp,
bộ 44 con mèo chỉ từ 199.000 đồng. Các bạn nhớ đăng ký thành viên kênh My Kingdom Channel để nhận được thông báo khi có video mới nhé. Đăng ký thành viên hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video này.